Tối ngày 15 tháng 9 năm 2021, Bệnh viện Dã chiến Thu Dung điều trị COVID-19 số 1 đã tổ chức trung thu sớm cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ nhanh chóng phục hồi, sớm về với gia đình. Dạ, thật sự mà nói là đối với nhân viên y tế, và chúng em rất là quan tâm về cái sức khỏe tinh thần của bệnh nhân, kể cả là sức khỏe về thể chất. Thì các em bác sĩ trẻ và các em bị gửi ở đây thì từ các bệnh viện khác tới ra tới đây, nhưng mà vì một mục đích chung đó là để cho bệnh nhân mang lại một sức khỏe, thì các em cố gắng tổ chức một cái buổi nhỏ nhỏ để động viên giúp lại tinh thần của bệnh nhân. Thì tôi đã nói là các bệnh nhân em đi em hỏi thăm đó, thì các bệnh nhân nói là rất là vui mừng và cũng thật sự là hạnh phúc khi mà được các em sẽ tổ chức cho cái buổi trung thu tại hôm nay. Thì tất cả mọi người cảm thấy rất là hạnh phúc và ấm cúng, và em cũng mong muốn là không chỉ là một ngày trung thu hôm nay mà tất cả các ngày trong quá trình điều trị thì bệnh nhân luôn giữ vững tinh thần lạc quan, vui vẻ. Đó là một cái trong những chìa khóa mà vững chắc nhất để cho bệnh nhân vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và cũng mau chóng hồi phục sức khỏe. Trong buổi trung thu ấm áp, các y bác sĩ đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ cho người bệnh. COVID-19 số 1 cũng đã chuẩn bị 270 phần quà gồm bánh trung thu và nhiều loại bánh kẹo gửi tặng đến cho các bệnh nhi. Đêm hội trung thu tuy đơn giản nhưng được các y bác sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng, ẩn chứa biết bao tình cảm ấm áp dành cho hơn 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây.